Trương Thị Mai, từ cô giáo cho đến người phụ nữ quyền lực, trưởng ban tổ chức trung ương, từng theo học và tốt nghiệp bằng cử nhân lịch sử tại trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, sau đó là giáo viên thực hành trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Trong hành trình sự nghiệp của mình, trước khi là người phụ nữ nắm vị trí và quyền lực quan trọng trong Đảng, Quốc hội và Nhà nước, bà Trương Thị Mai đã trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ và chức danh khác nhau. Bà Trương Thị Mai sinh ngày 23 tháng 1 năm 1958, quê quán xã Hiểm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà cùng gia đình đã chuyển vào thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng từ nhỏ và lớn lên ở vùng đất này. Bà Trương Thị Mai theo học và tốt nghiệp bằng cử nhân lịch sử tại trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, sau đó là giáo viên thực hành trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, và con đường sự nghiệp đưa bà đến với vị trí cao và quan trọng. Hiện bà là trưởng ban tổ chức trung ương. Trưởng ban tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hay còn gọi là trưởng ban tổ chức trung ương, là người đứng đầu của ban tổ chức trung ương Đảng. Chức vụ do ban chấp hành trung ương Đảng bầu hoặc do tập thể Bộ Chính trị phân công. Ngoài bà Trương Thị Mai từ một giáo viên chuyển sang giữ một vị trí cao trong Bộ Chính trị, thì hiện nay còn có bà Võ Thị Ánh Xuân là quyền chủ tịch nước, cũng xuất thân là một giáo viên dạy hóa. Đã từng có lúc nhiều dư luận xôn xao về việc trên, nhưng chúng ta hãy nhìn nhận rằng tại sao giáo viên lại không thể làm chính trị. Giáo viên là tầng lớp tri thức, có đầy đủ phẩm chất, đạo đức và hoàn toàn là nhân tố phù hợp và có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của cả xã hội và đất nước. Trong suốt tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam, người phụ nữ luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Từ xa xưa, dân tộc ta đã có biết bao nữ tướng xông pha đánh trận, giữ yên bờ cõi như Trưng Trắc, Trưng Nhị hay Triệu Thị Trinh, vân vân. Hay có những anh hùng bất khuất như Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, thì hiện nay vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại lại càng được thể hiện rõ nét hơn, khi ở mọi lĩnh vực họ đều có những đóng góp to lớn và nắm giữ những chức vụ, vị trí quan trọng trong Đảng. Ngoài bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức trung ương, chúng ta còn có quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Hay trước đó chúng ta từng có bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là bộ trưởng Bộ Y tế, hay phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Có thể thấy càng ngày vai trò bình đẳng giới càng được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho người phụ nữ thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ. Bộ Chính trị đã quyết định đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa 13 thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Bà là nữ thường trực Ban Bí thư đầu tiên trong số 21 người giữ chức danh Thường trực Ban Bí thư kể từ năm 1976 tới nay. Khi là thanh niên, bà Trương Thị Mai theo học và tốt nghiệp bằng cử nhân lịch sử tại trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, sau đó là giáo viên thực hành trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, ủy viên thường vụ đoàn trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Trong những năm công tác, bà theo học Học viện Hành chính quốc gia tại thủ đô Hà Nội và trở thành thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công. Ngoài ra, còn học tập và nhận bằng cử nhân luật tại trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 11 tháng 10 năm 1985, bà được kết nạp là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 11 tháng 10 năm 1986. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, bà theo học các khóa học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai sinh ngày 23 tháng 1 năm 1958, quê quán xã Hiển Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh. Đồng chí Trương Thị Mai là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12-13, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10-11-12-13, đại biểu Quốc hội các khóa 10-11-12-13-14-15, trưởng ban tổ chức Trung ương. Quá trình công tác của đồng chí Trương Thị Mai. Trương Thị Mai
Có nhiều năm trong sự nghiệp của mình công tác ở các cơ quan thanh niên thuộc Tổ chức Chính trị Xã hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ ngày 15 đến 18 tháng 10 năm 1992, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên, bầu bà vào chức vụ Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khóa 11 từ năm 1992 đến năm 1997. Đến Đại hội khóa 7 năm 1997, bà tiếp tục Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khóa 6 năm 1992 đến năm 1997. Đến Đại hội khóa 7 năm 1997, bà tiếp tục được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn. Cùng năm, bà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời công tác ở Trung ương Đoàn Thanh niên và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên. Tháng 7 năm 2021, Hội nghị Trung ương Đoàn quyết định bầu bà Trương Thị Mai giữ chức Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phụ trách công tác thường nhật của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Bà công tác Trung ương Đoàn 10 năm, từ năm 1992 cho đến tháng 12 năm 2022, phối hợp cùng với Bí thư thứ nhất là Vũ Trọng Kim và Hoàng Bình Quân. Từ tháng 7 năm 1997, đồng chí Trương Thị Mai là đại biểu Quốc hội từ khóa 10 cho đến khóa 15. Từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 2 năm 2003, đồng chí Trương Thị Mai là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Năm 2002 cho đến 2007, đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, khóa 11. Ngày 4 năm 2006 đến 1 năm 2016, đồng chí Trương Thị Mai là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 10-11. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Trương Thị Mai được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, khóa 12. Ngày 27 tháng 1 năm 2016, bà được Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 12, bầu vào Bộ Chính trị Trung ương. Ngày 4 tháng 2 năm 2016, Bộ Chính trị phân công bà tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 4 năm 2016, bà được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến ngày 24 tháng 5 năm 2017, Trương Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Cuba, khóa 9, nhiệm kỳ 2013-2018, kế nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, bà được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31, tại phiên tòa đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, bà được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại quyết định số 45 của Bộ Chính trị phân công Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kế nhiệm Phạm Minh Chính, trở thành nữ lãnh đạo nhân sự Trung ương đầu tiên trong lịch sử chính trị Việt Nam. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại quyết định số 378, Bộ Chính trị quyết định phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Tháng 3 năm 2023, Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.